Xin chào quý vị anh chị cùng các bạn. Đức Trung Auto xin gửi tới quý vị anh chị cùng các bạn một mẫu xe mới nữa. Mới về bên Đức Trung Auto. Đây là một chiếc xe Ford Ranger được sản xuất 2009, một cầu, máy điện. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất của xe. Xe vẫn còn rất là cứng cáp, đẹp. Sơn đen, cua lốp màu xám. Đây là các phần cánh cửa bật lên xuống, bản to rất là chắc chắn, xe phù hợp với những cái gia đình cũng như là bác nào mà hay đi công trường. Đây là phần lốp trước này, lốp còn tương đối là mới, 80-90%. Phanh trước là phanh đĩa ấy. Đây là phần cáp ly cánh cửa. Vân kính chỉnh điện. Xin kính chào quý khán giả của VOV. Vâng, xin được cảm ơn nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã đã tham gia chương trình trực tiếp hôm nay. Vô lăng 14 chấu. Quý vị và các bạn có những chia sẻ, đặt câu hỏi trực tiếp với khách mời, có thể gọi về hai số điện thoại 024-3581-3366 và 024-3581-3566. Chúng tôi đã sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi của các bạn. Xin nhắc lại hai số điện thoại 024-3581-3366 và 024-3581-5566. Các cục đồ về ghế đi, chưa hề bị mòn, ghế da rất đẹp. Vâng ạ, thưa nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, hẳn là bà đã cũng có những cái ấn tượng với cái bộ phim Ký Sinh Trùng ạ. Vâng, tôi đã đi xem phim này, cũng như là có thể coi là một cái cuộc đi xem phim cuối mùa, khi mà các rạp chiếu hiện nay nó vẫn còn các suất chiếu nhưng nó đã vắng đi một phần khá đáng kể. Tuy nhiên thời điểm tốt nhất của doanh thu của bộ phim này thì tôi biết là nó đã đạt được một doanh thu rất là nguyên cao. Bản. Ấn tượng riêng của cá nhân tôi thì phải thú thực rằng nó không giống lắm với số đông khán giả. Tất nhiên tụi mình bị tác động bởi số đông khán giả, bởi vì khi mà người ta đi xem nhiều quá thì mình cũng vẫn phải xem, nhất là người trong nghề. Tôi nghĩ rằng là đây là cánh một cửa phim phía sau rất là tốt về mặt technique. Keo chỉnh vẫn còn nguyên zin. Cảm xúc cá nhân thì tôi nghĩ là dường như có một chút băn khoăn gì đó về cái tính nhân văn của nó. Tôi nghĩ là đây chỉ là cái nhìn nhận cá nhân của tôi thôi. Khi nó đã được phát hành công khai ở trên đất nước chúng ta thì nó đã được qua một bộ lọc rồi. Thế tuy nhiên thì ở trong cái góc nhìn cá nhân của tôi thấy nó cũng có những điều hơi băn khoăn một chút về tính nhân văn của bộ phim. Và cái con số mà 63 tỷ đồng mà chỉ tất cả các chức năng vẫn hoạt động bình thường, xe đảm bảo là không một lỗi nhỏ. Chúng ta kiểm tra phần gầm của xe này. Gầm xe rất là chắc chắn, lốp giữ phòng còn là tương đối đẹp. Việt Nam đã từng có doanh thu lớn, phải là phim hai phượng. Vâng, trong con số là 100 tỷ đúng không ạ? 100 tỷ. Vâng. Vậy thì là bên cạnh cái sự tò mò của khán giả, bên cạnh cái danh hiệu của nó là nó đạt cái giải cánh cọp vàng tại Liên hoan phim Cannes. Vậy thì theo bà thì còn có những yếu tố nào khác? Như bà vừa nhắc ở câu trả lời vừa rồi ấy, thì là có một yếu tố về mặt kỹ thuật đúng không ạ? Khiến cho bộ phim này thu hút. Bà có thể chia sẻ thêm về thông tin này được không ạ? Tôi nghĩ là đây là một phim mà được làm khá chặt chẽ. Tôi đã từng có một cái ấn tượng giống như thế. Gần giống như thế với một cái phim khác của Kim Ki-duk của Hàn Quốc.
tức là phim Xuân Hạ Thu Đông để lại xem. Đấy là những cái phim tắt mà nó lấy cánh cửa mé sau Viên Phụ đấy. Trong kỹ thuật làm phim còn rất là đẹp, quý vị nhé. Đấy, màu từ màu sơn này, đây là các cái bậc lên xuống này bằng nhôm to bản, rất là chắc chắn. Ta quan sát thêm cái thùng xe. Do cái chủ cũ sử dụng rất là cẩn thận cho nên là tổng thành xe nội ngoại thất vẫn còn đẹp. Thùng xe này. Đấy, quý vị quan sát thấy cái thùng xe không hề bị chảy xước móp méo. Tất nhiên là nó cũng hơi bẩn một tí bởi vì là mấy ngày hôm nay là nó trời do trời nó mưa nên là cũng chưa rửa được xe. Quay qua để quý vị anh chị các bạn xem và có cái cảm nhận về xe. Giờ ta sẽ tiến hành lò máy đi. Máy nó rất là giòn, đều. Vâng, chiếc Zanger 2009 máy điện đảm bảo không một lỗi nhỏ. Quý vị anh chị các bạn ai mà quan tâm thì liên hệ với số điện thoại 0965 951 955 để biết thông tin chi tiết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.